pha dễ đành đạch với màn hôn nhẹ của Captain và Ryder, yêu cầu lạ lùng từ fan Kipuka thông báo mang thai, loạt hành động tình bể bình của Andre dành cho Phương Ly. Chị đẹp Mỹ Linh xin lỗi Dương Hoàng Yến, khi tránh cung trinh chiến đấu Miss International sẽ thế nào? Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bản tin của ống kính hậu trường. Sau đây hãy cùng tôi điểm qua những tin hot hit trong ngày. Pha dễ đành đạch với màn hôn nhẹ của Captain và Ryder, hơn 100.000 lượt xem khoảnh khắc hai anh trai hôn trộm nhau trong hậu trường. Đoạn video ngắn mới đây ghi lại chớp nhoáng khoảnh khắc tình bể bình giữa hai rapper anh trai Sehi được fan đăng tải trên mạng xã hội Threads, hành động có vẻ như thì thầm, mà lại cũng tựa như hôn lên của đối phương của Captain Boy tấn công Ryder làm fan được một phen đỏ mặt. Cảnh thân mật giữa hai anh trai làm fan quấn quéo này nhanh chóng đạt được lượng tương tác tăng vèo vèo. Chỉ vỏn vẹn 3 giây nhưng video skinship đã hút hơn 100.000 lượt xem, fan được chiêu đãi cẩu lương no nê, fan chèo thuyền giai cáp rụng rời trước hành động tình cảm giữa hai rapper. Đây không phải lần đầu fan chú ý đến mối quan hệ thân thiết giữa Ryder và Captain Boy, cùng tham gia anh trai Sehi. Từ những tương tác dễ thương với nhau mà hai anh trai được fan ghép đôi, lên thuyền rầm rộ, thậm chí, fan còn mở các nhóm ship hai anh trai trên mạng xã hội, tích cực chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu giữa cả hai. Cặp đôi Rai Cap đã có màn kết hợp trong MV Ừ Thì Chia Tay vừa ra mắt ngày 23 tháng 10. Đây là sản phẩm debut của Captain Boy, đánh dấu cột mốc hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp. Ryder không chỉ góp giọng mà còn xuất hiện trong MV, hỗ trợ hết mình cho người bạn thân. Với sức nóng từ hai anh trai, MV Ừ Thì Chia Tay nhận được phản ứng tích cực của khán giả, hiện đang chiếm top 2 trending của YouTube và đạt 3,5 triệu lượt xem sau khi ra mắt chỉ hơn 10 ngày. Yêu cầu lạ lùng từ fan Kipuka thông báo mang thai, bị nhắc lại chuyện cũ, Puka cũng chịu thua fan. Nhân kỷ niệm 1 năm về chung nhà với Gin Tuấn Kiệt, tối mùng 1 tháng 11, Puka xác nhận đang mang thai con đầu lòng. Sau gần 2 ngày chia sẻ, bài viết của Puka đã thu về gần 300.000 lượt tương tác, nhưng cộng đồng mang lại khơi chuyện cũ cười xíu khi fan dám thách Puka dám làm. Nhưng lần này chị sao dám làm nữa đây? Puka vừa đăng tải bức ảnh dòng cận mặt kèm dòng trạng thái, nè, đừng có thách tôi thua á, coi như khúc này tôi thua đi. Được biết, lý do khiến Puka nhận thua là vì được người hâm mộ liên tục yêu cầu nhào lộn. Nguồn cơn xuất phát từ việc trước khi tổ chức đám cưới, Puka từng vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng. Thời điểm đó, Puka đã phủ nhận chuyện bầu bí bằng cách diện bikini khoe vóc dáng và nhào lộn ngay trên sóng truyền hình. Cuối năm 2023, Puka và Gin Tuấn Kiệt tổ chức siêu đám cưới hoành tráng sau 4 năm hẹn hò bí mật. Hậu kết hôn, cả hai không ngần ngại phát cầu lương khi chia sẻ cuộc sống vợ chồng son hạnh phúc, ngọt ngào. Tháng 4 năm 2024, Puka vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng nhưng nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Trong sinh nhật tuổi 35, Puka để lộ nhiều dấu hiệu của mẹ bầu. Thậm chí nữ diễn viên còn bị đồng nghiệp để lộ chuyện đã có tin vui khi Hòa Minzy và Nguyên Thảo đều đặt tay lên vòng bụng của Puka khi chụp ảnh. Loạt hành động tình bể bình của Andre dành cho Phương Ly. Cặp đôi cùng nhau đi xem giải đấu PICKL Ebon. Cuối tuần qua, sự xuất hiện của Phương Ly và Andre tại Fado Fancy Pic Le Ba đã khiến không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Cặp đôi không chỉ cùng nhau cổ vũ nhiệt tình mà còn liên tục có những cử chỉ thân mật, ngọt ngào khiến bao người đứng ngồi không yên. Andre luôn dành cho Phương Ly những cái nhìn trìu mến và những cử chỉ quan tâm chu đáo, khiến cô nàng không khỏi ngại ngùng. Cả hai như một cặp đôi trời sinh, luôn tỏa sáng rực rỡ mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Những khoảnh khắc tình tứ của Phương Ly và Andre đã khiến dân mạng phát sốt và không ngừng dành những lời khen ngợi cho cặp đôi này. Sân Pic Le Ba cũng chính là địa điểm thường xuyên tóm dính nam rapper Andre và Phương Ly hẹn hò. Vào tháng 4, cặp đôi cũng bị bắt gặp xuất hiện tại một sân Pic Le Ba ở quận 2 và gây chú ý bởi những giây phút kè kè bên cạnh nhau. Kể từ cuối năm 2024, sau khi bị tóm dính tình tứ, Andre và Phương Ly liên tục bị soi hình khá chất lượng. Thời gian qua, cả hai đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh của đối phương. Không chỉ Phương Ly, Andre, nhiều cặp đôi đình đám bị khui chuyện hẹn hò gây sốt, mà nơi diễn ra buổi date ngập ngụa cầu lương chính là sân bóng Pic Le Ba. Ngoài ra, không ít nghệ sĩ đua nhau check-in trên sân bóng Pic Le Ba, khiến nơi đây trở thành địa điểm hot mà sơ hở là đụng sao Việt. Chị đẹp Mỹ Linh xin lỗi Dương Hoàng Yến, mâu thuẫn 11 năm trước nay đã được giải quyết. Chiêu mộ Dương Hoàng Yến về với mình, phải chăng Mỹ Linh muốn sửa chữa sai lầm của hơn 10 năm trước chăng? Quá trình thành lập liên minh ở cuối tập 2 chị đẹp đạp gió lên sóng tối ngày 2 tháng 11, hai chị Đại Mỹ Linh và Thu Phương có dịp hội ngộ học trò cũ của họ lần lượt là Dương Hoàng Yến, ca nương Kiều Anh, trong khi Thu Phương và ca nương Kiều Anh cười nói vui vẻ sau ồn ào nhiều năm trước. Cặp cô trò Mỹ Linh và Dương Hoàng Yến cũng gây chú ý khi hóa giải được khúc mắc cách đây 11 năm ở các tiết mục. Minh Hằng có phần trình diễn bùng nổ sau tập 1 gây bàn tán với thái độ im lặng, không tương tác với dàn chị đẹp. Trên sân khấu, Minh Hằng diện trang phục đỏ rực. Nữ ca sĩ cho biết cô hóa thành bông hoa, mượn cầu thang để truyền tải thông điệp muốn thành công phải chịu vất vả, rèn được sự kiên cường. Phần trình diễn tiếp theo của Minh Tuyết khuấy động trường quay. Nữ ca sĩ mang đến ca khúc Chờ Một Tiếng Yêu đậm dấu ấn cá nhân. Các chị đẹp đồng loạt đứng cổ vũ Minh Tuyết trình diễn trên giày cao gót thuần thục. Màn trình diễn được trông đợi nhất là của ca sĩ Phương Thanh. Phương Thanh làm khán giả hoài niệm khi thể hiện ca khúc Dã Từ Dữ Vãng. Các chị đẹp đứng dậy cổ vũ giọng hát nội lực của nữ ca sĩ. Ở cuối tiết mục, Phương Thanh nghẹn ngào khóc khi hình ảnh thời trẻ của cô xuất hiện trên sân khấu. Sau khi 30 chị đẹp trình diễn trọn vẹn 30 tiết mục solo, ba chị đẹp được bình chọn làm đội trưởng mới đã xuất hiện. Ba cái tên này là Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh và Dương Hoàng Yến. Theo luật chơi mới, hai chị đẹp mùa cũ gồm Thu Phương và Mỹ Linh sẽ thuyết phục các đội trưởng về với mình để lập thành liên minh. Các liên minh sẽ thi đấu đối kháng để giành suất thành đoàn về sau này cho các chị đẹp. Điều bất ngờ đã xảy đến trong phần chọn liên minh bởi việc Mỹ Linh ngỏ lời với Dương Hoàng Yến.
Mỹ Linh đánh giá Dương Hoàng Yến là người có khả năng kết giao tốt, được mọi người yêu quý và đón nhận. Bên cạnh đó, Mỹ Linh cũng đang nhắm đến những thành viên trong hội chơi cùng với Dương Hoàng Yến là Mi, Miss Thi, Hậu Hoàng. Mỹ Linh thổ lộ muốn có thêm một cơ hội làm việc với Dương Hoàng Yến sâu hơn. Lý do cô phải giải bày dài vì sợ Dương Hoàng Yến nghĩ ngày trước mình đã bị từ chối một lần thì lần này sẽ bị từ chối tiếp, ngay sau khi hai cô trò ôm nhau. Mỹ Linh đã gửi một lời xin lỗi tới Dương Hoàng Yến, nếu có bất cứ điều gì mà cô làm cho Yến hiểu sai thì cô xin lỗi Yến. Cô cứ suy nghĩ về cái đợt đấy nhiều lắm, đến mấy năm cô vẫn còn nghĩ, cô không biết cô đã làm việc gì sai như nào với Yến hay không. Trước lời xin lỗi này, Dương Hoàng Yến xúc động khi mình trưởng thành và lớn hơn rồi. Con nghĩ là mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó cả, nhưng rõ ràng đến bây giờ nhìn lại thì con đã tốt hơn rất nhiều. Con vẫn theo nghề, con vẫn đam mê, con vẫn nhiệt huyết và cô vẫn là người truyền cho con cảm hứng rất nhiều từ thời điểm đấy đến bây giờ để con có thể vẫn theo nghiệp ca sĩ. Dương Hoàng Yến cảm thấy hạnh phúc vì những lăn tăn trong quá khứ hay ái ngại đã được hóa giải. Hai cô trò lại cùng nhau chinh phục hành trình mới. Mỹ Linh cũng vui mừng vì sau 11 năm hai cô trò vẫn tin tưởng nhau để chinh chiến trong Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Việc Mỹ Linh và Dương Hoàng Yến hóa giải hiểu lầm khiến khán giả hoang mang vì chẳng biết trong quá khứ giữa hai người đã từng xảy ra chuyện gì. Đó là dư nợ đến từ chương trình The Voice 2023, phát sóng trên truyền hình hồi 11 năm trước, ở vòng thi đấu quyết định. Mỹ Linh đã loại Dương Hoàng Yến khỏi The Voice dù rằng thời điểm đó, Dương Hoàng Yến được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức quán quân. Lúc này, Mỹ Linh loại Dương Hoàng Yến với lý do muốn nhường cơ hội đi tiếp cho thí sinh yếu hơn, cần cơ hội tỏa sáng hơn Dương Hoàng Yến. Sau đó, Mỹ Linh nhận về hàng tá gạch đá. Đa số khán giả đều cho rằng hành động của Mỹ Linh là quá cảm tính, vô tình làm tổn thương Dương Hoàng Yến. Tiếp đến, chồng Mỹ Linh là nhạc sĩ Anh Quân trả lời phỏng vấn với nội dung bảo vệ Mỹ Linh, đồng thời cho rằng việc Mỹ Linh loại Dương Hoàng Yến khỏi The Voice là hoàn toàn đúng đắn. Trong thời điểm hiện tại, cả Mỹ Linh lẫn Dương Hoàng Yến đều có vị trí riêng trong showbiz Việt. Mỹ Linh được xem như chị cả, là người truyền cảm hứng cho các ca sĩ trẻ, còn Dương Hoàng Yến là ngôi sao đang lên với giọng hát nhiều cảm xúc. Khi tránh cung trinh chiến đấu Miss International sẽ thế nào? Là oanh tạc các bảng dự đoán xếp hạng trên thế giới, là ngọt ngào, sang trọng trong từng outfit, là bùng nổ với phần thi tài năng, hay dịu dàng tỏa sáng với lụa nàng sen, Huỳnh Thị Thanh Thủy là đại diện Việt Nam đối tiếp Á hậu Nguyễn Phương Nhi ở đấu trường nhan sắc Miss International 2024. Khi profile của nàng hậu được gửi đến cuộc thi này là gây ra sự bùng nổ vi rùa cho nhan sắc Việt. Vì đây là lần đầu tiên tránh cung Hoa hậu Việt Nam được gửi đi thi đấu ở đấu trường nhan sắc này. Nếu năm 2023, Á hậu Nguyễn Phương Nhi gây sốt với nhan sắc ngọt ngào, nhẹ nhàng cùng với gu thời trang chuẩn bánh bèo, nàng Á hậu được giới mộ điệu xứ chung hết lời khen ngợi khi nhan sắc trong trẻo tựa Vương Sở Nhiên. Thì năm 2024, sen vàng quyết định chơi lớn khi đưa Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy đến với đấu trường nhan sắc này. Chỉ trong vài ngày nhập cuộc hành trình ở Nhật Bản, Thanh Thủy đã đốn tim nhiều fan sắc đẹp trên thế giới từ sự chỉnh chu mỗi lần xuất hiện. Nàng hậu còn được chuyên trang sắc đẹp Miss Sociology dự đoán sẽ đăng quang năm nay. Đây là dự đoán đầu tiên của chuyên trang sắc đẹp uy tín này. Song bảng xếp hạng này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của cuộc thi nhưng đây là một tín hiệu vô cùng vui mừng cho sự cố gắng của Thanh Thủy suốt những ngày qua. Vừa qua nàng hậu vừa trải qua phần thi tài năng trong khuôn khổ của Miss International 2024. Thanh Thủy đã thể hiện tài năng múa lụa trong trang phục của nhà thiết kế Nguyễn Trung Thành. Điểm nhấn của phần trình diễn này chính là phần biến hóa trang phục. Thanh Thủy vừa múa vừa thay đồ chớp nhoáng trên sân khấu. Màn trình diễn mãn nhãn này đã giúp Thanh Thủy nhận về nhiều tràn vỗ tay tán thưởng của khách mời. Trước đó, Thanh Thủy có cơ hội đặc biệt khi được đương kim Hoa hậu quốc tế 2024 phỏng vấn trong chuyên mục Meet Microphone. Trong video, cô xuất hiện tự tin và rạng rỡ, cùng khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh. Cuộc trò chuyện được Andrea đăng tải trên trang cá nhân và thu hút sự quan tâm của khán giả. Chiều ngày 3 tháng 11, Hoa hậu Thanh Thủy vừa có buổi trình diễn trang phục truyền thống lụa nàng sen trong phần thi National Costume, thiết kế do tác giả Bùi Công Thiên Bảo thực hiện. Từng đạt giải nhì tại cuộc thi tuyển chọn trang phục cho thí sinh hồi giữa năm, bộ áo gồm phần chính là áo dài chất liệu lụa, dệt từ những sợi tơ rút ra từ thân cây sen, điểm nhấn là phần mô phỏng khung cửi dệt vải thủ công gắn sau lưng. Phiên bản do Thanh Thủy thể hiện đã được tác giả tinh giản một số chi tiết để giảm bớt sức nặng, trang phục chỉ còn nặng 5kg phù hợp để nàng hậu mang lên sân khấu trình diễn. Người đẹp thể hiện phong thái chuyên nghiệp khi trình diễn, từng bước đi. Động tác múa của cô được khen toát lên vẻ trang lịch, truyền tải trọn vẹn tinh thần trang phục. Trước giờ bước lên sân khấu, Hoa hậu Thanh Thủy còn nhiệt tình hỗ trợ các đại diện khác. Hình ảnh này đã được trang chủ cuộc thi Miss International chia sẻ trên trang cá nhân, là tránh cung đầu tiên được cử đi thi ở đấu trường nhan sắc Miss International này. Nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối khi cho rằng với sắc vóc và trí tuệ của Thanh Thủy hoàn toàn đủ các tiêu chí để chinh phục Miss World. Có lẽ do sen vàng đã rút khỏi Hoa hậu Việt Nam nên địa vị của Thanh Thủy cũng không còn bằng các đàn chị như Đỗ Hà, Tiểu Vi. Tuy nhiên khi đến với đấu trường nhan sắc này, Thanh Thủy đã trau dồi và học hỏi nhiều thứ để lập nên kỷ lục mới cho Việt Nam, bám rất sát tiêu chí của cuộc thi là tôn vinh vẻ đẹp ngọt ngào, thanh lịch. Thanh Thủy đã duy trì phong cách nhẹ nhàng mà sang trọng của mình trong suốt những ngày qua. Nàng hậu còn được các thí sinh khác đánh giá là vừa xinh đẹp, thân thiện nhờ vào thành thạo tiếng Anh.
Bản tin cung kính hậu trường đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.